người từng là F0 lo lắng thái quá, tự nhận di chứng hậu Covid-19. Chị Nguyễn Vân Hát, 44 tuổi, Thanh Xuân Trung, Hà Nội, mắc Covid-19 từ tháng trước. Và thưa quý vị, sau thời gian này thì lúc nào chị Vân cũng thấy rằng là mình sống trong cảm giác lo lắng có thể tái nhiễm. Chị kể rằng là dù bệnh của chị không có triệu chứng nặng vì đã tiêm 2 mũi vaccine từ tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Khi nhiễm bệnh, chị Hát bị khó thở, phải tập thở, kèm sốt 3 ngày. Sau khi khỏi bệnh, người lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, hồi hộp, đổ mồ hôi trộm. Chị Hát sợ mình bị di chứng hậu Covid-19, chị đi kiểm tra nhưng không có bất thường về phổi cũng như các cơ quan hô hấp khác. Việc mất ngủ, bác sĩ cho biết có thể do yếu tố tâm lý, stress trong giai đoạn cách ly tại nhà. Nhiễm Covid-19 từ hồi tháng 9 năm 2021 nhưng đến nay, chị Ngô T. A, Hoàng Mai, Hà Nội vẫn không thể trở lại cuộc sống như trước. Chị luôn cảm thấy mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng. Mỗi lần nằm xuống giường, chị nhớ cảnh mình trở thành F0. Trở thành F0, cả gia đình phải đi cách ly tập trung, ảnh hưởng tới hàng xóm, láng giềng. Hình ảnh của gia đình được chị cả chung cư chia sẻ để tránh xa, người ngoài rồi hàng xóm kỳ thị. Chính tâm lý đó khiến gia đình chị TA rơi vào stress. Đặc biệt, có đồng nghiệp của chồng chị nhắn tin cho vợ chồng chị đổ lỗi vì gia đình chị mất cả hợp đồng làm việc, đủ các áp lực. Có lẽ vì thế khi nhiễm bệnh triệu chứng nhẹ hơn cả sốt xuất huyết chị từng mắc, nhưng ám ảnh di chứng thì cứ bám theo chị TA suốt thời gian qua. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng, rất nhiều người sau khi là F0 rơi vào tâm lý lo lắng, họ ngộ nhận mình bị di chứng hậu Covid-19. Thực tế bác sĩ Khanh cho biết, không phải tất cả F0 đều bị di chứng hậu Covid-19 và phải đi điều trị hậu Covid-19. Trên thực tế, nhiều người đang quá lo lắng dẫn đến tình trạng đổ xô đi kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19, lo lắng thái quá cũng làm cho họ ngộ nhận mình bị hậu Covid-19. Bác sĩ Khanh cho rằng các di chứng hậu Covid-19 thường xảy ra ở những người đã từng mắc bệnh nặng phải hỗ trợ oxy liều cao đến nguy kịch phải trải qua quá trình hồi sức. Khi họ khỏi bệnh, nó giống như giai đoạn hậu nhiễm trùng phải phục hồi. Những người bệnh qua khu hồi sức tích cực phải phục hồi chức năng, những di chứng do thở máy, mở nội khí quản, nằm lâu dài gây teo cơ, tổn thương ở phổi, đặc biệt là xơ phổi. Thông thường một người mắc các bệnh nhiễm trùng nào cũng cần có thời gian phục hồi. Nếu bạn nhiễm Covid-19 thì sau khi âm tính mất khoảng 2 tuần nữa để cơ thể phục hồi. Nếu có hiện tượng khó thở, bạn cần kiểm tra nhịp thở của mình cho chính xác. Bác sĩ Khanh cho biết chỉ nên đi khám hậu Covid-19 khi đã tăng cường nhiều giải pháp nhưng biểu hiện bệnh vẫn kéo dài. Tốt nhất đó là sau nhiễm Covid-19 có các triệu chứng mà mình thấy giống di chứng hậu Covid-19 thì cần bình tĩnh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Nếu không phải do yếu tố tâm lý, chủ yếu là người bị nặng và nguy kịch, cần chủ động hợp tác với bác sĩ trong các liệu trình điều trị, tuân thủ phác đồ sử dụng thuốc hỗ trợ để sớm bình phục sức khỏe.